Thì suốt thời gian vừa qua Tường chọn giải pháp là im lặng. Im lặng không có nghĩa là chối bỏ, im lặng không có nghĩa là mình không biết mình đã làm những cái gì đúng và những cái gì sai. Nhưng Tường im lặng là để Tường có thời gian chiêm nghiệm, quan sát, tìm hiểu và tìm cách giải quyết những cái sai của mình. Tại vì thời điểm lúc đó nó đang rất là căng thẳng. Mọi người có hình dung là mỗi một ngày sáng Tường thức dậy, Tường đọc rất là nhiều những tin nhắn tiêu cực được tấn công vào các cái trang cá nhân của mình. Những lời chỉ trích có, chửi rủa có và gán ghép rất là nhiều cái tội cho Tường rất là nặng. Ví dụ như là quảng cáo lố, quảng cáo sai sự thật, tiếp tay với lừa đảo, vân vân. Thì thật sự đó là một cái giai đoạn mà Tường đã trải qua rất là khủng hoảng. Thì Tường suy nghĩ rất là nhiều, tại sao mình lại vướng vào cái vấn đề như vậy. Tường suy nghĩ quảng cáo là một cái việc làm không sai, nó không vi phạm pháp luật. Nhưng mà vì mình bị cộng đồng mạng, bị khán giả và bị khách hàng chỉ trích là do mình đã nói chưa đúng những cái từ chuyên môn được cho phép của luật quảng cáo. Mình đã nói nó không đúng những cái từ ngữ mà về luật quảng cáo được cho phép. Mình nên là mình bị phản ứng rất là gay gắt từ phía cộng đồng mạng. Tường nghĩ là Tường đã đủ thời gian để thấm thía, để hiểu những cái mình đã làm. Ngày hôm nay là cái dịp mà chuẩn bị sáng ngày mai là cái ngày cúng tổ của ngành sân khấu. Thì Tường chọn cái dịp này để chia sẻ một lần. Tha thứ cũng được, không tha thứ cũng được. Tại vì mình làm thì mình phải chịu. Nhưng để một lần Tường nói cho nó xong, không côi co, không quay quanh co, không chối bỏ những cái gì mà Tường đã làm sai. Tường hy vọng là tất cả mọi người sẽ lắng nghe những cái gì Tường chia sẻ ngày hôm nay. Và nếu thông cảm được phần nào thì thông cảm giùm cho Tường, để cho Tường sẽ tiếp tục cố gắng phấn đấu để làm việc, để tiếp tục cống hiến và làm những cái việc mà mình đam mê. Và chắc chắn trước đó nếu như mình lên tiếng mình xin lỗi mà mình không có hướng giải quyết thì cũng không giải quyết được vấn đề. Còn bây giờ Tường đã hiểu một cách sâu sắc và đây là một cái bài học để sau này nếu như Tường còn tiếp tục có những cái công việc mà giới thiệu những cái sản phẩm tốt đến tay người tiêu dùng thì Tường sẽ cẩn trọng hơn trong cái lời nói của mình, và chắc chắn là sẽ không có sai phạm như lần này xảy ra. Còn về những cái tội mà lừa đảo thì Tường xin tất cả mọi người đừng gán ghép cái tội đó cho Tường, bởi vì nó quá nặng. Khi mình tiếp tay với lừa đảo có nghĩa là mình đã biết cái sản phẩm đó không tốt, mình đã biết người ta là lừa đảo mà mình vẫn làm, thì cái đó mới gọi là tiếp tay. Còn thật sự là Tường không nghĩ nó đi cái câu chuyện nó quá xa như vậy. Chỉ là mình đã nói nó không đúng, không chuẩn mực những cái ngôn vong, những ngôn từ được cho phép trong luật quảng cáo. Thì đây Tường rút kinh nghiệm. Và Tường hứa là Tường sẽ cố gắng tốt hơn để mà bù đắp lại những cái sai mà Tường đã làm. Còn những cái gì không phải thì xin ngày hôm nay mọi người hãy hiểu về cái việc làm của mình. Tất cả nó cũng là vì mưu sinh.